Chúng ta xem xét khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng này ha. Đây là một tích phân suy rộng khá là cồng kềnh phức tạp. Một cách tự nhiên là chúng ta suy nghĩ chúng ta sẽ sử dụng các cái công cụ đánh giá để chúng ta khảo sát sự hội tụ tích phân này thông qua cái xử lý cái tích phân đơn giản hơn. Đặc biệt là chúng ta có thể sử dụng tiêu chuẩn so sánh ha. Chúng ta thử sử dụng cái tiêu chuẩn so sánh và dùng cái ý tưởng biến đổi khác. Trước khi xử lý thì chúng ta thử xem xét một cái sai lầm khá là phổ biến ha. Xem thử ha. Sai lầm đó sẽ dùng cái biến đổi sau. Tích phân từ 1 đến cuối cùng nè. Sin bình phương x thì nó bằng là 1 trừ cos x trên 2 ha. Có thể tách ra như thế này. Phân từ 1 đến vô cùng. 1 phần hay trừ cho có thể trên hay gì. Từ đây người ta kết luận rằng cái phân suy rộng này phân kỳ bởi vì lý do sao? Bởi vì cái tích phân từ 1 đến vô cùng 1 phần hay để phân kỳ chúng ta suy ra điều đó ha, suy ra điều đó. Như thế này thì nó chưa hoàn chỉnh ha, bởi vì như vậy thì nó chưa đủ để suy ra phân suy rộng là phân kỳ. Đừng quên tên này ha, tên này là sai ha. Như vậy muốn có được điều đó chúng ta phải có được đầy đủ các cái thông tin sau. Không chỉ có cái tích phân suy rộng hàm này phân kỳ mà chúng ta phải có thêm một cái thông tin nữa thì nó mới đúng. Tích phân suy rộng từ 1 đến vô cùng có 2x trên cho 2x đi hội tụ. Một lát nữa chúng ta sẽ tiếp cận cái cách giải này ha, bằng cách chỉ ra cái tích phân suy rộng có thấy trên 2x từ 1 đến vô cùng hội tụ để chúng ta suy ra tích phân suy rộng trên phân kỳ. Bây giờ chúng ta tập trung vào cái ý tưởng sử dụng công cụ đánh giá ha. Trước hết mình vẽ sơ lược cái đồ thị của cái hàm sin bình phương x trên x ha. Vẽ một cách đại khái thôi. Tất nhiên cái hình vẽ này chỉ để minh họa thôi chứ chúng ta không cần phải biết nó và thực hiện nó trong cái phần lời giải ha. Này mới là phần nháp thôi. Đại khái nó vậy ha. Thật ra chúng ta có thể xác định được những cái điểm mà cực đại và cực tiểu của cái hàm số này ha.
Thì thay vì chúng ta xem xét cái tích phân siêu rộng này chính là cái phần diện tích được đánh dấu ha. Được. Vô hạn ha, kéo dài vô hạn. Thì cái tích phân này nó thể hiện cho cái diện tích này. Ta xem xét cái diện tích này nó là hữu hạn hay vô hạn ha. Chúng ta sẽ chứng minh cái diện tích của các cái phần nhô lên này nó sẽ bằng vô cùng ha. Tất nhiên chúng ta không có tính toán một cách trực tiếp, mà chúng ta thay vì chúng ta đối mặt trực tiếp, chúng ta sẽ dùng các cái diện tích nhỏ hơn, dễ dàng tính toán hơn được ha. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng trên những cái đoạn, trên mỗi cái đoạn từ K2B đến K2B cộng B đi, trong đó K của ta là số nghi dương thuộc tập số nghi dương ha, K kia là K thuộc set K lớn bằng 1, hiểu là K thuộc tập số nguyên nha. Thì chúng ta sẽ có thể thấy được rằng là f(x) của ta nè lớn bằng, chúng ta thấy được rằng là nếu x chúng ta nó thuộc cái đoạn pi trên 4 đến pi trên 2 ha, lớn bằng 1 phần 2 ấy, lớn không, không bỏ kho lớn không kệ nó đi, lớn không luôn cũng được. Và với mọi x thuộc vào cái đoạn ta xem cái hàm sin của chúng ta là cái hàm tăng ha, pi trên 4 k2b cộng pi trên 4 đến k2b cộng cho pi trên 2. Được. Tất nhiên ta có thể đánh giá kỹ hơn một chút ha. Thì với mọi ý thuộc đoạn này nè, chúng ta lấy một cái đoạn phần con của cái đoạn này nha, thì chúng ta sẽ có đánh giá này. Chúng ta hy vọng sử dụng cái đánh giá này chúng ta chứng minh được cái diện tích của chúng ta nó làm sao, nó bằng vô cùng ha, tổng diện tích của các, rồi ta tiếp tục đánh giá thêm một chút nữa thì nó lớn bằng 1 phần K2B cộng cho pi trên 2 được ha. Tất nhiên với mỗi thuộc vào cái đoạn K2B cộng pi trên 4 đến K2B cộng pi trên 2 được. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được tích phân từ K2B. Thật ra chúng ta có thể cho nó tới 2B luôn ha, cộng cho 2B luôn. Vâng, từ K2B đến K 2K cộng 1, 2K K cộng 1 nhân 2B. F(x) nè thì nó sẽ lớn bằng tích phân từ, nhớ là hàm F ta không âm nha, thì sẽ lớn bằng tích phân từ K2B cộng pi trên 4 đến K2B cộng cho pi trên 2 1 phần K2B cộng 1 phần cộng pi trên 2. Để ta, chúng ta thu gọn lại ha. Này, tích phân của hàm hằng nè trên cái đoạn, lấy cái hàm hằng này nhân cho độ dài đoạn là pi 4 bằng pi trên 4 chia cho K2B nè cộng cho pi trên 2. Ta thu gọn lại là 1 phần 8K cộng cho 2
Hiển nhiên nó lại lớn bằng, tôi đánh giá để cho một giải quyết một vấn đề đơn giản hơn ha, lớn bằng một phần 8 lần k cộng 1. Điều này đúng với mọi k lớn bằng 1 ha, k nguyên nha. Từ đây ta sẽ suy ra được tích phân từ 1 đến 2b. À, 2NB. Tiếp tiếp. Hiển nhiên nó sẽ lớn bằng, phải hàm F không âm nha. Tích phân từ K2B. Từ 2B đến 4B. Cộng tích phân của hàm F. Cộng tích phân từ 4B đến 6B. F. Cộng vân vân. Số hàng cuối chính là tích phân từ 2N trừ 1 nhân B đến 2NB. F. Ta dùng đánh giá bên trên ứng với k bằng 1, 2 đến n trừ 1 thì ta có được đánh giá sau, lớn bằng 1 phần 8 nhân cho 1 phần 8 đặt ngoài, 1 phần k1 hay là 1 phần 2 bằng 1 phần này tương ứng với k bằng 2 nha, này k bằng 1, k bằng 2, 1 phần 3 cộng vân vân. Số hàng cuối cùng đây là n trừ 1, đây là 1 phần n. Với mẫu n lớn bằng 1. Từ cái đánh giá này chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta lưu ý rằng là vì giới hạn tổng này n chạy từ 1, k chạy từ 1 đến n ha, 1 phần k n tiến ra vô cùng, thì thật ra chúng ta khá là quen thuộc, đây cũng chính là cái chuỗi này nè, k chạy từ 1 đến vô cùng nè, 1 phần k nè, đây chính là được chuỗi điều hòa nè, bằng vô cùng nè, nên chúng ta có được cái giới hạn tích phân từ 1 đến 2NB FPT n tiến ra vô cùng, n nguyên nha, nguyên gì bằng vô cùng. Từ cái điều này chúng ta có đủ kết luận được rằng là tích phân siêu rộng chúng ta đang xét phân kỳ. Đó. Nhớ ở đây chúng ta có sử dụng cái chuỗi điều hòa nha, cái chuỗi này trên là so với cái tổng bên trên nè, số hạng giải tổng điện phần này nè, trên là so với cái tổng bên trên là một phần trên là con một thôi ha, cái sự hội tụ phân kỳ nó không có thay đổi, cái giới hạn này cũng bằng vô cùng luôn, khi nào tiến ra vô cùng. Rồi chúng ta sử dụng đánh giá thông qua các cái, thật ra chúng ta đang tính toán thay thế các cái diện tích của các cái phần nhô lên này bởi các diện tích hình chữ nhật ha. Ta dùng cái đánh giá như thế này thì chúng ta chứng minh được cái tích phân siêu rộng đang xét là phân kỳ. Rồi. Nếu như các bạn thấy cái kỹ thuật đánh giá này nó hơi phức tạp thì các bạn có thể quay lại cách thứ nhất bằng cách chứng minh thêm cái tích phân siêu rộng của cos 2x trên x từ 1 đến vô cùng phân kỳ ha. Ở nhằm hội tụ thì chúng ta suy ra được cái tích phân siêu rộng đang xét phân kỳ. Rồi. Cái tích phân siêu rộng này hiển nhiên nó phân kỳ. Bây giờ công việc chúng ta cần chứng minh là tích phân siêu rộng này hội tụ nữa là xong ha. Rồi. Vậy chúng ta, nếu chúng ta có được hai điều này, chúng ta suy ra tích phân siêu rộng trên phân kỳ. À, cái điều này nó hiển nhiên rồi, do đó chúng ta đơn giản là mình sẽ không chứng minh ha. Đã có. Bắt đầu giải ở đây ha. Đây là một lời giải thứ hai ha. Có điều thứ nhất. Tích phân từ 1 đến vô cùng 1 phần 2 x tí.
phân kỳ này khá đơn giản, các bạn có thể kiểm tra. Đây là điểm số 1. Ta kiểm tra cách phân suy rộng kia hồi tuần. Chúng ta tìm giới hạn T nghĩa ra một cùng phân từ 1 đến T. Có thấy gì trên chỉ nó bằng giới hạn T tính ra vô cùng. Ta dùng thức phân từng phần để xử lý ha. Phân từ 1 đến T. Đây là vi phân của 1 phần 2. Xin hãy UDV nè ha. Thì nó sẽ bằng U nhân V. U chính là cái con này. U chính là 1 phần x. Rồi. Nói chung là nó sẽ ra bằng 1 phần ấy. Tử chính là xin hãy phần từ 1 đến T trừ tích phân từ 1 đến T. VDU V chính là 1 phần 2 xin hãy DU chính là vi phân của một nghĩa. Được ha. Ta đang dùng thức phân từng phần ha. Đây này sẽ ra bằng giới hạn T tính ra vô cùng. Tay cận vào ha. Xin 2T trên cho 2T trừ cho xin 2 trên 2 rồi cộng cho tích phân từ 1 đến T xin 2x trên cho 2 lần x bình để đó. Chúng ta có thể thấy rằng là giới hạn của sin 2t trên 2t là t tính ra vô cùng 1 không nè. Ta dùng định lý kẹp để chứng minh ha. Đồng thời cái phân suy rộng từ 1 đến vô cùng của sin 2x trên cho 2x bình để chạy từ 1 đến vô cùng ha, hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh ha. Thì từ đó chúng ta sẽ suy ra ta có nên ha giới hạn này phân từ 1 đến t có cả 2x trên cho x. Đúng ra ban đầu là chúng ta đang xét có mẫu có 2x luôn ha, bị thiếu con 2x nha. Chúng ta có thể nhân thêm cái hệ số 1, 2 vô ha. Rồi. Thì nó là một số thật hết. Giới hạn này bằng 0, này là con số. Bởi vì cái tích phân suy rộng bên dưới này hội tụ suy ra cái giới hạn này là một số hữu hạn ha. Rồi, do đó chúng ta nhận được tích phân suy rộng từ 1 đến vô cùng có thể trên cho hãy để hội tụ. Đây là điều số 2. Ta có kết hợp điều 1 và điều 2, ta suy ra cái tích phân suy rộng đang xét hội tụ.
Khi làm bằng cách này thì chúng ta phải xử lý hơi cồng kềnh một tí xíu, chúng ta phải dùng phân từng phần ha. Tuy nhiên nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với cái cách bên kia, chúng ta không phải sử dụng công cụ đánh giá ha. Mình xem là lời giải này ha. Cái ý tưởng khá là đơn giản. Cái vấn đề phiền phức là xử lý cái tích phân bên đây thôi. Xử lý tích phân bên đây chúng ta dùng định nghĩa, dùng tích phân từng phần chúng ta xử lý. Thông qua đó, trong trong cái việc chứng minh đó chúng ta cần đến hai cái kết quả này. Tích phân siêu rộng này hội tụ thì chúng ta dễ dàng dùng tiêu chuẩn so sánh dẫn phân thức rồi tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối ha. Còn bên đây chúng ta phải dùng cái công cụ phân thức. Nó hơi phiền phức một chút. Thật ra chúng ta có thể hình dung ta sử dụng các cái diện tích các hình chữ nhật nè. Đại loại ha, vẽ một cái đại loại thôi. Hình ảnh có thể nó không chính xác lắm nha. Dùng các hình chữ nhật này. Trong đó chúng ta cần cùng dùng đến cái chuỗi điều hòa nữa ha, chuỗi điều hòa phân kỳ. Là giới hạn này bằng vô cùng, suy ra giới hạn ở đây cũng bằng vô cùng, suy ra tích phân siêu rộng ta phân kỳ. Như vậy mình đã đưa ra hai cái ý tưởng để xử lý khảo sát sự hội tụ của cái tích phân siêu rộng ở trên này ha.